Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung khẩn trương để điều tra là nguyên nhân mà vụ xe tải tông xe container ở quận 12 khiến 3 người tử vong. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị Ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe tải chở gạo đâm đuôi xe container làm 3 người chết và 2 người bị thương. Cụ thể, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, theo báo cáo của Ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe tải chở gạo đâm vào đuôi xe container tại quốc lộ 1A, địa phận phường Tân Hưng Thuận, quận 12, là do xe tải không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị Ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng ưu tiên cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong. Đồng thời đề nghị lực lượng chức năng khẩn trương để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt là xem xét xác minh khả năng lái xe có mất tập trung khi lái xe hay không. Cụ thể là có sử dụng điện thoại, mệt mỏi hay buồn ngủ hay dùng chất kích thích hay không. Không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước cũng như khả năng xe tải chở quá tải. Và chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang kiểm tra việc cấp phép kinh doanh và phù hiệu vận tải, thực hiện các quy định về an toàn giao thông đối với doanh nghiệp và cá nhân là chủ sở hữu của xe tải này. Như theo báo cáo của Ban an toàn giao thông thì vào khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 3 tại quốc lộ 1, tước số nhà 2309, khu phố 4, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải mang biển kiểm soát 63C031XX do Huỳnh Ngọc Bạn 39 tuổi cầm lái chở theo 4 người trên cabin đã đâm vào phía sau xe chở container biển kiểm soát 70C074XX kéo theo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 70R008XX do Trần Văn Lê 37 tuổi cầm lái. Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe tải chết, 2 người bị thương. Theo thông tin tích xuất từ thiết bị giám sát hành trình gắn liền trên hai xe, trước khi xảy ra va chạm, xe tải có vận tốc là 49 km/h, xe container có vận tốc là 17 km/h. Cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp điều tra để làm rõ nguyên nhân. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là việc điều tra nguyên nhân này hết sức là khẩn trương. Không biết là xe tải có chạy chở quá tải hay không. Rồi, vì vậy các bạn hãy ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn.